Sáng ngày 27 tháng 12, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm bị cáo Hoa Công Hậu, cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, Lê Thành Lữ, cựu phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Sở Y tế tỉnh Tây Ninh và Hoàng Thị Tuy Nga, chủ tịch hội đồng thành viên công ty NSJ cùng 11 đồng phạm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo ghi nhận của Vietnamnet, khoảng 8 giờ các bị cáo được xe chuyên dụng di lý tới phiên tòa. 8 giờ 30 phút thẩm phán chủ tọa phiên tòa là ông Huỳnh Văn Trực cho bắt đầu phiên xét xử. Theo cáo trạng, ông Hậu khi còn là giám đốc Sở Y tế Tây Ninh đã chỉ đạo và trực tiếp ký các văn bản xin mua sắm tổ chức đấu thầu mua máy chụp CT cho bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Năm 2017, bà Hoàng Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty NSJ, biết Sở Y tế Tây Ninh có nhu cầu trang bị hệ thống CT scanner 128 lát cắt cho Bệnh viện Đa Khoa tỉnh, nên đến gặp ông Hậu đặt vấn đề bán hệ thống CT scanner do công ty NSJ làm đại diện phân phối chính thức. Ông Hậu biết Nga có quan hệ với nhiều lãnh đạo và đã trúng thầu nhiều gói thiết bị y tế tại các tỉnh nên đồng ý ông Hậu sau đó đã chỉ đạo ông Lê Thành Lữ tham mưu để ông ký tờ trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ định mua hệ thống máy CT do công ty bà Nga phân phối. Quá trình lập hồ sơ mời thầu, ông Hậu cũng đã chỉ đạo cấp dưới xử lý hồ sơ tạo lợi thế cho NSJ trúng thầu. Để mọi chuyện thuận lợi, bà Nga chỉ đạo nhân viên tiếp cận người của Sở Y tế, thuyết phục chọn thiết bị do công ty mình cung cấp, chuẩn bị hồ sơ dự thầu thay cho nhiều công ty quân xanh tham gia. Thực tế các bên thỏa thuận để NSJ thắng thầu cơ quan điều tra xác định hành vi sai phạm của các bị cáo đã gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 13 tỷ đồng. Từ năm 2018 đến năm 2020, ông Hậu đã 3 lần nhận quà biếu của công ty NSJ với tổng số tiền 1 tỷ đồng. Sau khi vụ việc vỡ lở, ông Hậu đã nộp lại số tiền này.